Chào các bạn trở lại với kênh Lái xe và Cuộc sống, và tôi là Nguyễn Đăng Khoa. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ôn luyện về 600 câu hỏi lý thuyết khi sát hạch lý thuyết lái xe mới nhất về câu văn hóa và đạo đức nghề nghiệp của người lái xe. Cái này gồm có 21 câu hỏi từ câu 193 đến câu 213. Thì thứ tự là các giải về các câu về văn hóa đạo đức nghề nghiệp của lái xe. Thì về cơ bản câu hỏi rất chi là dài dòng và phức tạp, gồm có 4 câu điểm liệt. Chính vì vậy các bạn phải chú ý là 4 câu điểm liệt là một. Thứ hai nữa là cũng dùng một số mẹo, ví dụ như các bạn đọc về nói văn hóa đạo đức của người lái xe thì tất nhiên là những cái câu nào hành vi sai trái là các bạn loại bỏ, và những câu nào có ý đúng thì các bạn chọn lựa. Hôm nay tôi sẽ làm thử cho các bạn xem và theo dõi, thì các bạn để ý là câu số 193. Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp sẽ thu hút được kết quả như thế nào? Thì ở đây có 3 ý trả lời. Thì một là được khách hàng xã hội tôn trọng, là nghe là thấy thích, được đồng nghiệp quý mến, giúp đỡ, được doanh nghiệp tin dùng và đóng góp nhiều xã hội là rất đúng luôn. Thứ hai nữa là thu hút được khách hàng, góp phần quan trọng trong xây dựng thương hiệu kinh doanh có hiệu quả cao. Vậy ta chọn cả ý hai, một với hai rất chi là đúng. Bởi vì là thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp lái xe thì thu hút được kết quả rất chi là tốt là như vậy. Ta chọn đáp án số 3. Chính xác, màu xanh là chính xác, màu đỏ là sai các bạn nhé, các bạn để ý. Tiếp theo là câu 194. Câu hỏi là người lái xe vận tải hàng hóa có cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây? Thực hiện thì các bạn để ý cái từ khóa của nó là như thế này: thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung hợp đồng giữa chủ phương tiện và chủ hàng hóa trong việc vận chuyển, bảo đảm hàng hóa trong quá trình vận chuyển, không chở hàng cấm. Vậy là cái từ khóa đây là nghi khi các bạn thấy là chở hàng mà không chở hàng cấm là chính xác, không xếp hàng quá tải của trọng tải cho phép của cầu đường. Đọc cái từ là không chở hàng cấm là chính xác, còn nếu mà chở hàng cấm là sai. Nên các bạn đọc tới đây là các bạn chọn ngay đáp án số 1 luôn, chính xác luôn. Các bạn có thể là ghi xuống dưới là cái từ khóa là không chở hàng cấm. Tiếp theo câu số 195. Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp? Thì câu này là cũng có 3 ý trả lời. Ý 1 là phải yêu quý xe, quản lý sử dụng tốt, bảo dưỡng xe đúng định kỳ, thực hành tiết kiệm nhiên liệu, luôn tu dưỡng bản thân, có lối sống lành mạnh, tác phong nghề nghiệp, công nghiệp. Vậy là nắm vững các quy định của pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, lái xe an toàn, coi hành khách như người thân, đối tác tin cậy, có ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, có tinh thần hợp tác tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp. Nghe rất chi là hợp lý và toàn thấy hợp lý cả, nên là cả ý 1 với 2 là rất chi đúng. Bởi vì là câu hỏi là để thường người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Vậy là cả hai ý là đều đúng cả, nên là ta chọn ý 3. Chính xác, cả ý 1 với ý 2 là đúng. Câu tiếp theo là câu 196. Khi ta chọn đáp án mà khi câu hỏi mà người lái xe nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định được ghi ở dưới đây, thì các bạn cứ tìm cho tôi nếu mà bốn đáp án trong tất cả các câu hỏi, bốn đáp án mà nó ghi cả ý 1, ý 2 đúng hoặc là ý 2, ý 3 đúng như cái này ở đáp án 4, là các bạn chọn ngay đáp án 4, không phải đọc những cái câu hỏi hoặc là những cái câu trả lời trước. Bởi vì là 100% các bạn mà chọn các ý số 2 và số 3 hoặc ý số 1, số 2 mà ở ý thứ thứ 4 á, là câu trả lời thứ 4
thứ 4 là chắc chắn là các bạn trả lời đúng, các bạn chọn là chính xác luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cả cả ý 1, ý 2 là cứ ý 4 hoặc là ý 2, ý 3, ý 4 là chọn luôn. Câu tiếp theo là 197. Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng? Khái niệm văn hóa giao thông thì là sự hiểu biết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông là đúng này, là ý thức trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông rất đúng luôn. Thứ hai là ứng xử có văn hóa, có tình yêu thương con người, có người trong các tình huống không may xảy ra khi tham gia giao thông rất đúng luôn. Ý 1 và ý 2. Ở 450 câu hỏi thì ngày trước á, là chọn ý 1, ý 2, nhưng mà bây giờ là từ 600 câu hỏi năm nay trở đi là các bạn chỉ được chọn một trong ba ý này. Thì vậy cả hai ý này đúng thì các bạn phải chọn ý số 3 là cả ý 1 và ý 2. Ý 3 xanh, màu xanh lại rất đúng luôn. Tiếp theo là câu số 198. Trên làn đường dành cho ô tô có vũng nước lớn, có nhiều người đi xe mô tô trên làn đường bên cạnh, người lái xe ô tô phải xử lý như thế nào là có văn hóa giao thông? Đáp án 1 là cho xe chạy thật nhanh qua vũng nước là sai. Khi có vũng nước là các bạn phải nhờ, chạy chậm lại, phải nhường lại cho người ta, các bạn chạy nhanh qua là sai. Thì đáp án 1 là sai chắc chắn luôn này. Đáp án 2 là giảm tốc độ cho xe chạy chậm qua vũng nước, nghe có vẻ hợp lý. Đáp án 3 là giảm tốc độ cho xe chạy qua làn đường dành cho mô tô để tránh vũng nước, vậy là sai. Chạy qua làn đường dành cho mô tô là các bạn sai rồi. Đó, nên là cái câu hỏi là trong ba cái câu trả lời này thì có một ý đúng và hai cái ý sai, kia là các bạn đọc nghe rất chi là dễ thuyết phục là ở ý số 2 luôn. Các bạn chọn đáp án số 2 chính xác. Câu số 199, câu hỏi màu đỏ là câu hỏi này là câu hỏi điểm liệt. Trong văn hóa đạo đức nghề nghiệp lái xe là có 4 câu điểm liệt, các bạn lưu ý nhé. Người lái xe cố tình không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều coi là hành vi nào, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi nào dưới đây? Là bình thường, sai rồi, là thiếu văn hóa giao thông, đúng, là có văn hóa giao thông. Các bạn đi sai mà làm sao mà có văn hóa giao thông được? Đi sai là chỉ có là thiếu văn hóa giao thông thôi, là bình thường làm sao là bình thường được. Nên là chọn câu trả lời là đáp án 2 là chính xác, là thiếu văn hóa giao thông. Chính xác. Câu số 1, câu số 200. Tiếp tục là câu hỏi điểm liệt. Khi sơ cứu người bị tai nạn giao thông đường bộ có vết thương chảy máu ngoài, đỏ tươi, phun thành tia và phun mạnh, khi mạch đập bạn phải làm gì? Một là thực hiện cầm máu trực tiếp là cũng đúng. Ý hai là thực hiện cầm máu không trực tiếp chặn động mạch. Cái này là các bạn khi đọc câu trả lời và câu hỏi này là khi máu tươi phun tia thành tia và phun mạnh là các bạn phải chặn động mạch. Đó, các bạn nhớ cái từ khóa là màu đỏ tươi mà phun thành tia, phun mạnh. Máu phun ra là các bạn phải chặt động mạch. Còn các bạn gặp câu hỏi mà máu mà dỉ máu dỉ nhỏ thì các bạn là thực hiện cầm máu trực tiếp. Còn mà đã phun đỏ tươi thành tia mà phun mạnh khi đập là bạn phải chặn động mạch ngay lập tức, nên là các bạn phải chọn Y2 là chính xác. Đáp án 2 chính xác. Các bạn nhớ cái câu này nữa. Câu này là một trong những câu điểm liệt nữa. Câu tiếp theo là câu 201. Người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông đáp ứng các điều kiện nào dưới đây? Một là có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác. Hai là tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông hoạn nạn, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi, rất ý đúng cả hai ý. Các bạn đọc thấy hợp lý là các bạn chọn hai ý cực kỳ là chính xác luôn. Chính xác luôn. Câu tiếp theo là câu 202. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Điều khiển xe đi trên phần đường làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông là sai nhé. Khi các bạn đọc cái từ khóa mà làn đường có ít phương tiện tham gia đi trên phần làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông là sai. Và chỉ đội nón bảo hiểm ở
các biển báo bắt buộc đội nón bảo hiểm là cũng sai luôn. Bởi vì là ở luật pháp Việt Nam quy định theo luật giao thông đường bộ là khi tất cả các bạn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là các bạn phải đội nón bảo hiểm trong bất cứ trường hợp nào, chứ không phải là ở nơi có biển báo bắt buộc nha. Hai là đáp án hai là chấp hành quy định về tốc độ là đúng này, đèn tín hiệu là đúng này, đèn báo hiệu cũng đúng luôn, vạch kẻ đường khi lái xe, chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, nhường đường cho người đi bộ, người già, trẻ em và người khuyết tật. Vậy là các bạn chọn đáp hai là đáp án chính xác, các bạn nghe thấy hợp lý là rất chính xác luôn. Câu tiếp theo là 203. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Một là điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng cách là đúng rồi. Đáp án 2 là điều khiển xe đi trên phần đường làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông, lại câu hỏi là ít phương tiện tham gia giao thông là sai này. Thứ ba là đội nón bảo hiểm ở nơi có biển báo bắt buộc đội mũ bảo hiểm cũng sai này. Vậy là câu này là các bạn chọn ý 1 là đúng. Đáp án 1 chính xác. Câu đáp án số 203 với câu đáp án số 202 là rất tương tự giống nhau, bởi vì là nó chỉ khác nhau một cái câu hỏi thôi. Khác nhau là câu trả lời thôi, các hành vi văn hóa giao thông. Là câu trả lời là chấp hành đúng quy định tốc độ và đèn tín hiệu. Còn câu trả lời bên này là điều khiển đi theo chiều đi của mình, đúng làn đường quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách. Những cái đó là các bạn là dễ hiểu, rất thường xuyên đúng luôn, các bạn chọn là rất chi là chính xác. Câu 204. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Tiếp theo là điều khiển đi bên phải chiều đi của mình, đi đúng phần đường làn đường quy định, dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Chính xác này. Đáp án 1. Đáp án 2 là điều khiển đi xe phần đường làn đường có ít phương tiện giao thông tham gia giao thông lại sai tiếp. Lại các bạn thấy cái từ khóa ít tham gia giao thông chưa? Các bạn thấy mà cái từ khóa từ lúc nãy là gặp câu hỏi này là câu trả lời lần thứ 3 rồi, là ít phương tiện tham gia giao thông là đều là sai rồi. Thứ hai, câu thứ ba là dừng đỗ xe thuận tiện cho việc giao nhận hàng của hành khách cũng không đúng, lại có thể uống hàng hóa, sử dụng ít rượu bia thì có thể lái xe cũng không được, cứ có rượu bia là không được lái xe rồi. Vậy nên đáp án số 1 là đáp án chính xác nhất. Chọn đáp án số 1 chính xác. Câu số 205. Người có văn hóa giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các điều kiện gì? Một là có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, chính xác. Xe cơ giới đảm bảo quy định về chất lượng, chính xác. An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chính xác. Đáp án 2 là có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, chính xác. Nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định, chính xác. Theo quy định là chính xác rồi. Vậy ta chọn cả hai ý, ý 1 và ý 2 là chính xác. Chết rồi, chọn lộn rồi, xin lỗi. Tôi vừa tôi bấm lộn, tôi chọn ý 1, ý 2 mà do bấm lộn. Tôi chọn ý 3 mà tôi bấm lộn ý 2 là màu đỏ sai, thấy các bạn thấy thấy sai chưa? Nên là thứ nhất là các bạn cũng lưu tâm cái chỗ này, là khi các bạn thi mà các bạn bấm lộn cái là cũng là dẫn đến một câu hỏi sai. Ví dụ tôi vừa rồi trường hợp rõ ràng là đồng ý là chọn ý 3 rồi mà khi sử dụng lại lại chọn bấm nhầm phím 2, cái là một trong tình huống là câu nó sai. Vẫn giải thích lại cho các bạn là vừa nãy tôi đã giải thích rồi là phải chọn ý cả hai ý 1 2 với cả hai ý đều đúng cả. Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển phương tiện xe cơ giới đảm bảo các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là đúng cả hai ý, nên chọn ý 1 với ý 2 nhé. Đây là tôi bấm nhầm ý 2, cái là thể hiện màu đỏ là các bạn thấy là cái đã là sai rồi. Đó. Câu trả lời sai là như vậy đó. Câu tiếp theo là 206. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện những công tác công việc gì dưới đây? Một là đặt biển báo cảnh báo hoặc vật báo hiệu ở phía trước và phía sau xe hiện trường xảy ra tai nạn đúng để cảnh báo. Kiểm tra khả năng hỏa hoạn do nhiên liệu rò rỉ, chính xác. Bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và cấp cứu người bị thương, chính xác. Câu trả lời hai là đặt các biển báo
hoặc vật báo hiệu ở trên nóc xe xảy ra tai nạn để cảnh báo là sai rồi. Khi đặt biển báo đặt trên nóc xe thì ai mà nhìn thấy? Nhưng chắc chắn là phải đặt ở đầu phía trước và phía sau xe là chính xác. Kiểm tra khả năng an toàn, vậy đọc ở đây là sai ý 2 rồi, tên ta chọn ý 1 luôn. Đó. Là các bạn đến thấy cái hiệu quả câu hỏi trả lời là rất là dễ, những câu hỏi này là câu hỏi dễ như cho luôn. Là đặt ở trên nóc là sai, đặt phía trước phía sau là đúng. Vậy đáp án số 1 là đáp án chính xác. Câu hỏi 207. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người bị thương nghiêm trọng, người lái xe có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì? Đáp án 1 là thực hiện sơ cứu ban đầu trong trường hợp khẩn cấp. Đúng. Thông báo vụ tai nạn đến cơ quan thi hành pháp luật. Đúng. Nhanh chóng lái xe gây tai nạn, đi nhờ xe khác ra khỏi hiện trường vụ tai nạn là sai. Vậy ta phải chọn đáp án 1. Bởi vì những cái câu hỏi đây là có văn hóa giao thông mà. Khi xảy ra tai nạn, người bị thương nghiêm trọng, người lái xe phải có mặt hiện trường vụ tai nạn, phải thực hiện các công việc gì? Phải thực hiện sơ cứu ban đầu là chính xác. Trong trường hợp khẩn cấp, thông báo vụ tai nạn đến cơ quan thi hành pháp luật là chính xác. Còn nhanh chóng lái xe gây tai nạn hoặc đi nhờ xe khác ra khỏi hiện trường là sai rồi. Nên là chọn đáp án 1 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo là câu 208. Khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì? Sơ cứu ban đầu cho người tai nạn giao thông đường bộ nha. Đặt nạn nhân nằm ngửa, khai thông đường thở của nạn nhân, chính xác. Thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo, chính xác. Nên là chọn cả ý 1 và ý 2. Chính xác, đừng có bấm nhầm là lại sai nữa. Đáp án số 3, chính xác. Câu 209. Khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe có mặt hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì? Đặt nạn nhân nằm ngửa. Câu này trả lời rồi, 208 trả lời rồi. Là cả ý 1 ý 2. Câu 209. Hành vi bỏ trốn gây tai nạn, trốn tránh trách nhiệm khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có nhiệm vụ có bị nghiêm cấm hay không? Không bị nghiêm cấm là sai, nghiêm cấm tùy theo trường hợp cụ thể cũng sai. Bị nghiêm cấm khi các bạn nhắc tất cả các câu trả lời, khi các bạn tìm thấy đáp án là bị nghiêm cấm là các bạn chọn luôn. Cái từ khóa là bị nghiêm cấm ở đây là các bạn chọn ngay lập tức luôn. Khi câu trả lời đáp án là bị nghiêm cấm, thấy chưa, chính xác luôn. Câu 210, câu này là câu điểm liệt. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Câu này nếu các bạn trả lời sai là các bạn trả lời đúng các câu khác là cũng bị đánh trượt, loại trực tiếp luôn. Nên là các bạn phải, những cái câu điểm liệt các bạn phải để ý hết sức cẩn thận. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn là sai. Bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn để trốn trách nhiệm là sai. Vậy cả hai ý sai, ta chọn ý 1, ý 2 là đáp án số 3. Chính xác. Câu số 211 cũng là câu điểm liệt. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn. Sơ cứu người bị nạn. Người bị nạn khi cơ quan có thẩm quyền chưa cho phép. Sơ cứu người gây tai nạn khi cơ quan có thẩm quyền chưa cho phép. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây nghiêm cấm? Một là xâm phạm tính mạng và sức khỏe tài sản của người bị nạn là sai, chắc chắn là sai, và người gây tai nạn. Trong cái tình huống này là các bạn xâm hại tính mạng và sức khỏe của người khác là các bạn sai 100% rồi. Nên là các bạn chọn đáp án số 1. Còn sơ cứu người bị nạn thì là chắc chắn là tốt rồi, nên là các bạn là được sơ cứu. Rồi sơ cứu người gây tai nạn, hai những người này là người bị nạn là các bạn phải sơ cứu họ là rất chi là tốt. Nên là cái câu hỏi ở đây là những hành vi nào bị nghiêm cấm là hành vi số 1, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản người bị gây tai nạn là chính xác. Đáp án số 1 chính xác. Câu số 212. Cho xe lấn sang
Câu hỏi là trong đoạn đường hai chiều khu đông dân cư đang ùn tắc, người điều khiển xe mô tô hai bánh văn hóa giao thông sẽ lựa chọn xử lý trong tình huống nào dưới đây? Đáp án 1 là cho xe lấn sang đường ngược chiều để nhanh chóng thoát khỏi nơi ùn tắc. Sai. Đang ùn tắc mà các bạn lấn thì càng ùn tắc thêm, lại thêm sai nữa. Đáp án số 2 là điều khiển xe lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi ùn tắc. Vỉa hè là nơi dành cho những người đi bộ mà các bạn phi cả xe nó là cũng là sai tiếp. Hai đáp án đầu là sai. Đáp án số 3 là kiên nhẫn tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc tín hiệu giao thông, di chuyển trên đúng phần đường làn đường bên phải đi theo chiều đi, nhường đường cho các phương tiện đi ngược chiều để nút tắc nhanh chóng được giải tỏa. Chính xác. Rất dễ đúng không các bạn? Các bạn chọn đáp án là rất dễ luôn, chính xác luôn. Tiếp theo là câu 213. Câu hỏi quá dễ nên trả lời cũng dễ cũng nhanh nữa. Trên đường đang xảy ra ùn tắc, những hành vi nào sau đây là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông? Bấm còi liên tục, thúc giục các phương tiện phía trước nhường đường. Sai. Thiếu văn hóa giao thông. Đi trên vỉa hè, tận dụng mọi khoảng trống để nhanh chóng thoát khỏi nơi ùn tắc. Cũng sai, thiếu văn hóa giao thông tiếp. Lấn sang làn đường bên trái, cố gắng vượt xe khác. Cũng sai, cũng thiếu văn hóa giao thông. Vậy tất cả các ý nêu trên là đúng, bởi vì câu hỏi ở đây là hành vi nào là thiếu văn hóa giao thông. Ba hành vi trên là thiếu văn hóa giao thông cả ba, nên các bạn chọn ý số 4 là đáp án chính xác. Kết thúc 21 câu hỏi của văn hóa đạo đức nghề nghiệp người lái.